Xin mời bệnh án đầu tiên là cái bệnh án của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai ạ. Xin mời kết nối với đầu cầu ra Gia Lai. Chào Dạ, em xin kính chào quý thầy cô ạ. Sau đây em xin trình bày bệnh án hội chẩn trực tuyến của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai ạ. Bệnh nhân nữ 18 tuổi dân tộc Gia Rai vào viện vì mệt và khó thở vào lúc 2 giờ 30 phút ngày 9 tháng 6. Ngày làm bệnh án là ngày 25 tháng 6. Tiền sử para 1101, tiền sản giật mức độ nặng, bệnh nhân sinh mổ khi thai 32 tuần. Suy tim bệnh cơ tim giãn phát hiện sau sinh 3 tháng, tức là vào tháng 1 năm 2022. Điều trị không liên tục, ngưng thuốc 2 ngày trước vào viện, không rõ loại thuốc ạ. Không có tiền sử bệnh lý khác. Cách nhập viện 3 ngày, bệnh nhân mệt nhiều, khó thở tăng dần về đêm gần sáng, khó thở khi nằm đầu ngang, kèm theo ho ra máu đỏ tươi, đỏ bầm, lượng ít lẫn đờm, ho nhiều lần trong ngày nên vào viện. Ghi nhận lúc vào viện, bệnh nhân tỉnh táo, da niêm nhạt, ho ra máu đỏ tươi, máu bầm lẫn đờm lượng ít, phù hai chi dưới, khó thở ni 2, 3, 4, mạch 118 lần trên phút, huyết áp 120 trên 80 mm thủy ngân, tim nhịp đều rõ, thổi tâm thu 3 phần 6, ổ van 2 lá và 3 lá, phổi nghe đang ẩm rải rác. Cận lâm sàng ban đầu được làm là huyết học, sinh hóa, quang ngực thẳng, điện tim và siêu âm tim. Về cận lâm sàng, lúc vào viện thì bạch cầu của bệnh nhân bình thường, có hemoglobin và HCT tăng, HCT giảm, tiểu cầu bình thường, sắt và ferritin máu của bệnh nhân giảm, điện tim nhịp xoang, trục trái dài hai thất, ít quang ngực thẳng và bóng tim lớn. Xem tim cấp cứu tại giường có khối tăng âm kích thước 16 x 42 mm, bám ở thành trước và thành bên, kém di động, nghi ngờ huyết khối, hở van hai lá vừa, hở van ba lá nhẹ, hở van động mạch phổi nhẹ đến vừa, tăng áp lực động mạch phổi nhẹ, dạng lớn các buồng tim, chức năng tâm thu thất trái giảm, ở ép sinh sơn 4 buồng hoặc khoảng 10%. Chẩn đoán ban đầu là suy tim đi 2, 3, 4, bệnh cơ tim giãn, hở van hai lá, hở van ba lá, trên trong ngực dạ dày thực quản, xử trí với furosemide 20 mg 2 ống, omeprazole 40 mg 1 lọ, captopril 25 mg 1 phần 2 viên, conco 2,5 mg 1 phần 2 viên, verosvirong 50 mg 1 viên, pomatac 298 mg 1 viên, tetpin codein 1 viên. Diễn tiến và điều trị từ ngày 9 tháng 6 đến ngày 13 tháng 6, bệnh nhân còn phù nhẹ hai chi dưới, khó thở ni 2, 3, 4, còn ho khạc đờm lẫn máu tươi và máu bầm, lượng ít rải rác trong ngày. Tim đều tần số 120 chu kỳ trên phút, phổi nghe ranh nổ và giảm thông khí đáy phổi phải, ranh động rải rác hai phế trường, tiểu được khoảng 3 lít trên 24 giờ. Bệnh nhân được làm thêm cận lâm sàng ít quang ngực thẳng lần 2. Điều trị với furosemide 20 mg 2 ống, Epitac 22,5 mg nửa viên trên ngày, Conco 2,5 mg 1 phần 2 viên trên ngày, Verospiron 50 mg 1 viên trên ngày, Canlium 0,6 g 2 viên trên ngày, Tepin Codein 2 viên trên ngày. Từ ngày 14 tháng 6 đến ngày 23 tháng 6 thì đã giảm phù chân, khó thở ni 2, 3, giảm ho ra máu, có đau ngực phải tăng lên khi hít vào và khi ho, không có tư thế giảm đau, phổi nghe ranh nổ và giảm thông khí đáy phổi phải, ranh ẩm giảm, nước tiểu 24 giờ trung bình là khoảng 2 lít rưỡi. Cận lâm sàng được làm thêm là CT scan ngực có cảnh quang, Dedime và siêu âm tĩnh mạch chi dưới. Bệnh nhân được điều trị thêm với kháng sinh là Vaxulfo 2 g 2 lọ trên ngày, Rovemoxi 400 mg 1 chai trên ngày, Gemapasan 0,6 ml nhân 2 bơm trên ngày. Được chuyển từ ức chế minh chuyển sang Upro 200 mg 1 phần 2 viên trên ngày và thêm Chardian 25 mg 1 phần 2 viên trên ngày. Về cận lâm sàng, bạch cầu của bệnh nhân vào ngày 13 tháng 6 là có tăng cả bạch cầu đa nhân trung tính. Đến ngày 25 tháng 6 thì bạch cầu đã về bình thường. Tuy nhiên tiểu cầu thì có tăng dần đến ngày 23 tháng 6 là lên tới 771. Đến ngày 25 tháng 6 là giảm còn 578. Đó là sinh hóa máu của bệnh nhân thì có natri máu giảm nhẹ. Dedime của bệnh nhân ngày 16 tháng 6 được làm là 6.000 nanogram trên ml. Ít quang ngực thẳng vào ngày 14 tháng 6 chụp thì có thấy thêm đám mờ ở vùng cạnh ống phổi phải và đáy phổi phải. Ngày 25 tháng 6 thì đám mờ đáy phổi phải vẫn còn. Đây là CT scan ngực của bệnh nhân. Có hai khối chấn chỗ đậm độ mô nằm ở thùy giữa phổi phải và thùy dưới phổi phải. Không thay đổi đậm độ sau tiêm thuốc, tràn dịch màng phổi phải, hình ảnh bóng tim lớn và tràn dịch màng tim lợi ích. Điện tim của bệnh nhân là nhịp xoang, tần số 132 lần trên phút, trục trái, lớn nhĩ trái, dày thất trái. Siêu âm tim hở van hai lá vừa, hở van động mạch chủ nhẹ, hở van ba lá nhẹ vừa. Tăng áp lực động mạch phổi nhẹ, nhĩ trái giãn chưa thấy huyết khối. Thất trái giãn lớn, các thành thất trái giảm động gần như đồng đều, chức năng tâm thu thất trái giảm với Epsom Sơn 4 buồng 15%. Chức năng thất hỏa giảm, huyết khối thất trái bám ở mỏm thành trước trước bên kích thước là 22 x 16 x 38 mm.
tràn dịch màng ngoài tuyến lưỡi, IVC ước làng 22/14 mm. Đây là một số hình ảnh siêu âm tim của bệnh nhân ạ. DD là 68 mm, OS tắc côn là 20%. Đây mặt cắt 4 buồng. Đây là phổi và hở phổi và hở van hai lá của bệnh nhân. Hình ảnh huyết khối ở buồng tim trái. Phải. Siêu âm tĩnh mạch sâu chi dưới và tĩnh mạch cảnh trong thì không thấy huyết khối. Hiện tại thì bệnh nhân đã giảm ho ra máu, giảm khó thở, tuy nhiên là còn khó thở khi nằm đầu ngang, giảm đau ngực phải, giảm phù hai chi dưới. Chẩn đoán cuối cùng là suy tim Liha 3, hở van hai lá vừa, hở van ba lá nhẹ vừa, tăng áp lực động mạch phổi nhẹ, bệnh cơ tim giãn sau bệnh tim chu sinh, viêm phổi, theo dõi thuyên tắc phổi, thiếu máu do thiếu sắt. Đang được điều trị với kháng sinh là bạc xương phô 2 g nhân 2 lọ trên ngày, Revemoxy 1 lần trên ngày, Gemapasan 0,6 ml nhân 2 bơm trên ngày, Furosemide 40 mg nhân 1 viên trên ngày, Upero 200 mg nhân 1 viên trên ngày, Conco 2,5 mg 1 viên trên ngày, Domever 25 mg nhân 2 viên trên ngày, Chartrian 25 mg 1 phần 2 viên. Sử dụng thêm là Syntrom 4 mg 1 phần 4 viên. Câu hỏi tham luận của bệnh viện em là chẩn đoán và điều trị như vậy đã hợp lý chưa? Cái thứ hai là bệnh cơ tim giãn này là nguyên phát hay là thứ phát? Làm thế nào để mình phân biệt được? Thứ ba là có thể nghi ngờ bệnh nhân bị thuyên tắc phổi hay không? Nếu có thì điều trị như thế nào khi bệnh nhân đang ho ra máu và có huyết khối vùng tim? Và điều trị lâu dài cho bệnh nhân thì mình cần làm gì ạ? Dạ em xin hết ạ. Dạ vâng, xin cảm ơn đồng nghiệp ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai. Một cái bệnh án rất là hay đúng không ạ? Và khó. Bây giờ tôi xin mời Thạc sĩ bác sĩ Trần Thị Ngọc Lan, trưởng khoa chẩn đoán hình ảnh sẽ tư vấn cho các bạn. Kính thưa Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Sinh Hiền, kính thưa các quý vị đồng nghiệp. Sau đây thì tôi xin có một số ý kiến đóng góp về cái bệnh án này. Trước tiên xin nhờ bác sĩ Mạch động lại cái phim CT ngực của bệnh nhân. Thưa thầy cô và anh chị, thì trên cái phim CT ngực của bệnh nhân thì em cũng đồng ý với cái chẩn đoán của Bệnh viện Gia Lai đấy. Đó là chúng ta nhìn thấy là ở tùy trên gần đỉnh phổi và tùy dưới phổi phải. Thì chúng ta thấy là ở thùy trên gần đỉnh phổi và thùy dưới phổi phải thì có những cái đám tổn thương đông đặc, trong có hình cây phế quản kèm một chút dịch của phổi phải. Thì những cái tổn thương như thế này thì đây là những tổn thương viêm của phổi phải, cũng không thấy huyết khối động mạch phổi. Đồng thời thì chúng ta thấy là buồng tim của bệnh nhân giãn khá lớn và vị trí mỏm tim thì có cái cấu trúc giảm tỷ trọng, không ngấm thuốc, không cản quang. Thì đây là huyết khối của mỏm tim. Do vậy thì cái chẩn đoán của bệnh nhân này có lẽ là một cái viêm phổi phải kèm tràn dịch màng phổi phải và huyết khối mỏm tim. Xin hết ạ. Không có huyết khối động mạch phổi nữa. Cái này không có huyết khối động mạch phổi ạ. Vâng, xin cảm ơn bác sĩ Mạnh. Xin mời bác sĩ Lan tiếp tục. Sau đây tôi xin... xin có một số ý kiến đóng góp về cái chẩn đoán và cái xử trí của Bệnh viện tỉnh Gia Lai. Thứ nhất, trong cái phần chẩn đoán của các bạn thì các bạn có ghi là chẩn đoán suy tim hở hai lá, hở ba lá, tăng áp phổi, bệnh cơ tim giãn, theo dõi sau su sinh, viêm phổi thiếu máu thiếu sắt. Thì về cơ bản thì chẩn đoán của các bạn tương đối đầy đủ. Tuy nhiên khi mà mình sắp xếp cái thứ tự của cái chẩn đoán thì mình cũng thứ nhất là mình sẽ cho cái chẩn đoán là bệnh cơ tim giãn theo dõi là sau sinh, sau đó là suy tim và cái hậu quả của nó là hở hai lá, hở ba lá, tăng áp động mạch phổi, kèm theo là có viêm phổi, thiếu máu thiếu sắt và viêm dạ dày. Đấy là cái thứ nhất là về cái thứ tự chẩn đoán. Và để chẩn đoán cái chuyện để phục bổ sung cho cái chẩn đoán là bệnh cơ tim giãn ở bệnh nhân này có căn nguyên gì không thì tôi thấy rằng là chúng ta cần phải làm thêm một số những cái xét nghiệm, ví dụ như là cái xét nghiệm NT-proBNP và cái xét nghiệm chức năng tuyến giáp.
Bởi vì thực ra thì trong cái guideline mới nhất của OSC năm 2021 thì cái NT-proBNP là cái chỉ định khuyến cáo loại 1 mức chứng cứ A trong chẩn đoán và theo dõi điều trị suy tim. Thì ở đây thì chúng ta chưa có những cái xét nghiệm của cái chỉ số này. Cái thứ hai là cái xét nghiệm chức năng tuyến giáp, bởi vì suy tim cũng có thể do cường giáp hoặc do suy giáp gây ra. Thế thì để chẩn đoán cái suy tim này là có phải là do những căn nguyên khác hay không thì chúng ta phải làm thêm cái xét nghiệm về cái chức năng tuyến giáp. Ngoài ra chúng ta sẽ còn phải làm thêm một số những cái xét nghiệm, ví dụ như là tìm các nguyên nhân xem bệnh nhân có tăng huyết áp hay không, và những cái đeo Holter xem có những rối loạn nhịp hay không mà để gây ra những cái tình trạng suy tim như thế này. Về mặt điều trị thì thứ nhất là trong cái giai đoạn đầu thì chúng ta thấy rằng các bạn điều trị cũng tương đối đúng theo cái phác đồ mới nhất của OSC năm 2021, tức là lựa chọn 4 cái thuốc mục tiêu điều trị ở cái bệnh ở cái chỗ này. Trong cái hướng dẫn mới nhất của OSC là 4 thuốc được điều chọn đầu tay trong cái điều trị suy tim, trong đó thì các bạn đã làm đúng. Tuy nhiên là cái thuốc con co, tức là trong cái giai đoạn này khi bệnh nhân đã có suy tim, đang có dấu hiệu thừa dịch thì chúng ta nên không nên cho con co ở cái giai đoạn này, và chúng ta nên tăng liều lợi tiểu lên cho bệnh nhân, bởi vì trong những ngày đầu bệnh nhân đi tiểu được có 2 lít và cái tình trạng phù, cái tình trạng suy tim sau từ ngày mùng 9 đến ngày 14 cái tình trạng suy tim nó có đỡ, có giảm, tuy nhiên là chưa đạt được cái mức mà mong muốn sớm hơn. Và ngoài ra thì cái suy tim này ở những bệnh nhân này có suy tim do ứ dịch, chúng ta có thể cho thêm nitrat để giảm tiền gánh cho bệnh nhân. Và bệnh nhân này là người dân tộc thiểu số thì chúng ta còn phải tìm hiểu cái nguyên nhân suy tim này có phải do thiếu vitamin B1 hay không. Thì ở cái trường hợp như này mình có thể bổ sung thêm vitamin B1 cho bệnh nhân. Và trong cái điều trị ngay từ lúc đầu thì các bạn cũng đã cho tương đối đầy đủ, tuy nhiên là mình chưa thấy có chống đông. Ở bệnh nhân này thì mình thấy rằng là chống đông cho hai lý do. Thứ nhất là sao là bệnh nhân có cái huyết khối trong vùng tim. Huyết khối trong vùng tim đấy là một chỉ định dùng chống đông. Cái thứ hai là mình đang có nghi ngờ có huyết khối động mạch phổi, thì đấy là hai cái chỉ định mà mình nên cho chống đông trong giai đoạn này. Và chống đông trong giai đoạn này thì chúng ta cho ngay Novenox vào phối hợp ngay với kháng vitamin K để làm sao đạt được cái nồng độ INR đạt được cái mức cho phép sớm nhất có thể. Ngoài ra thì mình có thể cho cái chống đông thế hệ mới tùy theo cái khả năng kinh tế của bệnh nhân. Một câu hỏi rất hay của các bạn là cái bệnh cơ tim này là bệnh cơ tim giãn do nguyên phát hay thứ phát, do sau sinh hay không? Thì thực ra thì cái bệnh cơ tim chu sản là cái bệnh cơ tim mà xảy ra trong khoảng 3 tháng cuối đến 3 tháng cuối của thời kỳ thai kỳ và đến sau khoảng 6 tháng sau khi thời kỳ mang thai. Và cái cơ chế, cái dịch tễ học của cái bệnh cơ tim thai sản này là sao? Là thường gặp ở phụ nữ da đen, tuổi cao, bệnh nhân có tiền sản giật. Thì ở đây bệnh nhân này là có tiền sản giật 18 tuổi và phải mổ lấy thai khi thai được 32 tuần. Ngoài ra có một số cái yếu tố nguy cơ khác như thiếu máu, bệnh nhân có dùng chất gây nghiện, hen suyễn hoặc bệnh tự miễn. Thế cơ chế của bệnh cơ tim chu sản thì trước kia thì người ta cho rằng đấy là được kích hoạt bởi viêm cơ tim do virus. Nhưng hiện tại thì người ta đã đưa ra một số những cái giả thuyết của cái bệnh cơ tim chu sản, đó là gây ra bởi nội tiết tố trong giai đoạn mang thai và hoặc là những chất kháng tạo mạch và sự tăng tiết của prolactin tuyến yên trong cái giai đoạn mang thai là cái giả thuyết, và người ta đã đưa ra được nhiều bằng chứng cho thấy rằng là đây là một trong những cái lý do mà có thể gây viêm cơ tim ở chu sinh ở giai đoạn thai sản. Và chính trên cái cơ chế mà tăng tiết prolactin này thì đã có một số thuốc để làm giảm trong cái giai đoạn bệnh cơ tim chu sinh. Người ta nghĩ rằng bệnh cơ tim chu sinh người ta sẽ cho thuốc để giảm tiết prolactin. Thì đây là những cái thuốc mà điều trị tương đối mới và có hai thuốc trong cái nhóm này. Ngoài ra thì có một số những yếu tố di truyền, miễn dịch, các yếu tố mạch máu và đặc biệt là những yếu tố nhau thai có thể gây ra cái bệnh cơ tim chu sản. Thì đây là một số những cái nghiên cứu mới. Và như các bạn muốn nói rằng là muốn chẩn đoán cái bệnh cơ tim chu sản này là ở là do trước đấy hay là bệnh nhân có bệnh cơ tim trước đó hay là trong thời kỳ mang thai người ta có bệnh cơ tim này. Thực ra thì cái câu hỏi này cũng rất là hay nhưng cũng rất là khó. Thì để chẩn đoán này phân biệt giữa cái bệnh cơ tim trước đó hay là trong quá trình mang thai bệnh nhân mắc thì chúng ta phải có những cái tiền sử trước đó, bệnh nhân đã từng đi khám hay chưa và có những dấu hiệu của suy tim hay chưa. Ngoài ra thì trong một số trường hợp người ta có thể làm sinh thiết mô.
Tức là đối với bệnh cơ tim thì trong những cái chẩn đoán mới nhất, điều trị bệnh cơ tim thì đã có những cái chẩn đoán phân loại bệnh cơ tim. Thực ra cái phân loại bệnh cơ tim này thì có rất nhiều cách phân loại, là bệnh cơ tim tiên phát hay bệnh cơ tim thứ phát, là phân loại theo AHA hoặc OSC thì người ta sẽ chia ra bệnh cơ tim giãn, bệnh cơ tim phì đại hạn chế, loạn sản thất phải gây loạn nhịp, hoặc là bệnh cơ tim không phân loại. Còn một cái phân loại của WHO là bệnh cơ tim giãn nở thì sẽ chia làm tiên phát hoặc thứ phát. Thì ở bệnh nhân bệnh cơ tim đây, nó nằm trong cái nhóm mà mình đang không biết là tiên phát hay là thứ phát. Thế thì để chẩn đoán bệnh cơ tim này là tiên phát hay thứ phát thì người ta chẩn đoán bằng cách là loại trừ. Chẩn đoán bằng cách loại trừ các bệnh mạch vành, bệnh van tim và các nguyên nhân trước đó. Và cái nguyên nhân và cái tần suất của bệnh cơ tim giãn nở thì nó khoảng 0,04%. Và cái chẩn đoán như các bạn muốn nói là do là trước hay sau thì đúng là chúng ta phải chẩn đoán bằng cách loại trừ. Ngoài ra thì có sinh thiết tim, tức là ghi nhận tế bào to hoặc sợi hóa mô kẽ. Thì thực sự là những cái này thì cái giải phẫu bệnh này thì tôi thấy là hầu như là rất là ít làm. Thì tuy nhiên là dù cái bệnh cơ tim này là do chu sinh hay là trước đấy bệnh nhân có mắc thì cái kết cục cuối cùng chúng ta vẫn phải là điều trị suy tim. Và điều trị suy tim ở bệnh nhân này thì cũng giống theo OSC 2021 thì như lúc đấy chúng ta cũng đã nói rồi. Dù là như nào thì chúng ta cũng phải điều trị suy tim. Và ngoài cái việc dùng các thuốc điều trị suy tim như lúc đấy chúng ta đã nói thì đấy, đối với những bệnh nhân bệnh cơ tim giãn như thế này thì sẽ có đối với EF dưới 35% và cái tiên lượng sống còn trong một năm thì mình sẽ có dự phòng tiên phát, tức là cái máy phá dung dự phòng tiên phát điều trị suy tim nặng. Đây là dự phòng tiên phát, khác với những trường hợp mà bệnh nhân có rối loạn nhịp thất nặng thì đây là gọi là dự phòng thứ phát. Thì đối với những bệnh như bệnh nhân nữ này có bệnh cơ tim giãn EF dưới 35% và tiên lượng sống trên một năm thì chúng ta cân nhắc đến cái việc cấy máy phá dung tự động. Đây là chỉ định của OSC năm 2021 là chỉ định loại 2. Tuy nhiên đến năm 2022 theo ACC thì cái chỉ định này đưa lên là chỉ định loại 1, tức là cấy máy phá dung tự động ở bệnh nhân suy tim có phân sốc tống máu giảm EF dưới 35%. Còn một cái câu hỏi khá hay của các bạn là cái này mình có nghĩ đến thuyên tắc huyết khối tĩnh mạch hay không? Thì thực ra thì cái thuyên tắc huyết khối tĩnh mạch hay huyết khối động mạch phổi nó là một trong hai cái bệnh người ta gọi là thuyên tắc huyết khối tĩnh mạch. Tức là gọi chung là thuyên tắc huyết khối tĩnh mạch thì gồm có huyết khối tĩnh mạch sâu chi dưới và thuyên tắc động mạch phổi. Thế thì để chẩn đoán cái thuyên tắc động mạch phổi này thì chủ yếu là các triệu chứng của huyết khối động mạch phổi chủ yếu là không đặc hiệu và chẩn đoán dựa vào sơ đồ chẩn đoán nguy cơ bị thuyên tắc. Thì trong cái này chúng ta sẽ phải phân ra là bệnh nhân này có nguy cơ bị thuyên tắc huyết khối tĩnh mạch hay không. Theo OSC năm 2019 thì bệnh nhân này có hai cái dấu hiệu là nhịp tim trên 95 và có ho ra máu tổng là 7 điểm, tức là nguy cơ trung bình. Đối với bệnh nhân này có nguy cơ trung bình thì sẽ dựa vào cái sơ đồ để chẩn đoán rằng là đối với bệnh nhân có nguy cơ xác suất thấp hoặc trung bình thì lúc đấy ta làm xét nghiệm D-dimer. Và D-dimer của bệnh nhân này là trên 6.000, tức là dương tính chụp mạch phổi. Tuy nhiên chụp mạch phổi thì đấy không có thuyên tắc phổi. Đó. Thì đây là cái chiến lược chẩn đoán là chúng ta dựa vào sơ đồ chẩn đoán chứ không dựa vào cái gì cả. Không dựa vào D-dimer, cũng không dựa vào một cái yếu tố gì cả. Dựa thứ nhất là vào các yếu tố nguy cơ của thuyên tắc phổi. Cái thứ hai là dựa vào cái sơ đồ. Đây là nghi ngờ thuyên tắc phổi ở bệnh nhân không kèm rối loạn huyết động. Còn đối với bệnh nhân rối loạn huyết động thì lại khác. Rối loạn huyết động thì bệnh nhân này không thuộc trong nhóm rối loạn huyết động thì mình sẽ không nói kỹ ở đây. Thì đối với cái nhồi máu như vậy thì ở bệnh nhân này là sao, là chúng ở bệnh nhân này không có thuyên tắc huyết khối động mạch phổi, tức là không có huyết khối động mạch phổi. Tuy nhiên bệnh nhân này vẫn phải điều trị chống đông, và chống đông ở bệnh nhân này thì vẫn phải đạt cái mức INR từ 2 đến 3. Thế còn không biết còn câu hỏi gì nữa. Còn một cái câu hỏi cuối cùng của các bạn là hướng điều trị tiếp theo của bệnh nhân này. Thực tế ra thì bệnh nhân này hướng điều trị tiếp theo là chúng ta vẫn điều trị suy tim và chờ xem là cái chức năng tim nó có cải thiện không, bởi vì theo lý thuyết thì cái bệnh cơ tim trung sản nó có thể cải thiện sau khoảng 12 tháng sau sinh và có thể cải thiện khoảng 50-60% trường hợp bị bệnh cơ tim trung sản. Chúng ta vẫn tích cực điều trị suy tim với cái 4 nhóm thuốc lựa chọn đầu tay và đạt liều tối đa. Liều tối đa. Ngoài ra thì có thể xem xét cái việc cấy máy phá dung, và sau đó thì nếu tình trạng suy tim không ổn, tình trạng lâm sàng không đáp ứng và nặng hơn nữa thì có thể xem xét đến cái việc là cân nhắc là thay tim. Vâng, phần trình bày của tôi đến đây là hết. Xin cảm ơn.
À, cảm ơn thạc sĩ Trần Thị Ngọc Lan. Như vậy là một cái ca lâm sàng rất là thú vị và khó đúng không ạ? Và các bạn đã dùng những cái thuốc điều trị tốt nhất, những cái khuyến cáo mới và các bạn đã áp dụng. Và thạc sĩ Trần Thị Ngọc Lan thì cũng đưa ra những cái chẩn đoán và những cái khuyến cáo dựa trên những cái lý thuyết mới nhất. Bây giờ tôi xin ý kiến của các đồng nghiệp khác. Anh Hùng có ý kiến gì không? Tiến sĩ Như Hùng là chuyên gia về nhịp học. Vâng. Vâng, thực ra thì với cái ca mà bệnh cơ tim chu sản ấy, thì chúng ta chẩn đoán cũng như bệnh cơ tim ấy, thì đa phần chúng ta chẩn đoán bằng phương pháp loại trừ. Thì chúng ta loại trừ tất cả các nguyên nhân đi, sau đó không có thấy những nguyên nhân gì khác nữa. Và chúng ta thấy rằng là cái suy tim này xuất hiện trong cái thời kỳ mà cái cô này có mắc, giống như chị Lan nói, 3 tháng trong trước khi sinh và 9 tháng sau khi sinh, thì chúng ta sẽ làm cái gọi là chẩn đoán. Còn thực ra thì với cái sinh thiết cơ tim mà để chẩn đoán phân biệt cái trường hợp này thì nó không có giá trị và nó không được cho vào trong cái khuyến cáo của guideline về chuyện chẩn đoán bệnh cơ tim chu sản cho những bệnh nhân này. Tại vì cái hình ảnh của nó trước đây thì cái nghiên cứu của chúng tôi có khoảng năm 2000 thì chúng tôi có làm nghiên cứu tại Viện Tim mạch Quốc gia về cái chuyện mà sinh thiết cơ tim chẩn đoán cái bệnh cơ tim chu sản. Tuy nhiên thì nó không khác biệt lắm. Cái ca này thì một câu hỏi đặt ra là liệu có nên cấy cái máy cái tái đồng bộ trong trường hợp này hay không, hay là máy ICD cho trường hợp này. Thì với cái máy tái đồng bộ thì cái chỉ định cái máy tái đồng bộ nó không có chỉ định, tại vì là cái QS khá hẹp, nó cỡ khoảng 120 thôi, thì chỉ định mà cái tái đồng bộ cơ tim là không có chỉ định. Cái máy ICD thì thực ra thì đang có tranh cãi rất khá nhiều về chuyện mà cấy ICD. Trước đây chẳng hạn thì các guideline đưa vào cái chỉ định là class 1, đặc biệt là guideline của Mỹ. Nhưng sau cái thử nghiệm Danish tại châu Âu vào năm 2016 ấy, thì cái thức kiểm nghiệm đấy ở bệnh cơ tim giãn thì cái cấy ICD cho bệnh nhân EF với 35% nó thấp hơn hẳn, và nó xuống còn đang từ loại 1 nó xuống thành loại 2 cho bệnh nhân cấy ICD cho bệnh nhân này. Thì những cái ca mà cấy ICD cho bệnh nhân này thì phải cực kỳ cân nhắc, đặc biệt là ở những bệnh nhân mà sau chu sản nữa. Thì tại vì bệnh cơ tim chu sản khi chúng ta điều trị thì nó đáp ứng khá tốt, 1% đáp ứng khá tốt, nó có khoảng độ 70% khi mà chúng ta điều trị giờ tốt thì khoảng độ 6 tháng bệnh nhân đa phần sẽ hồi phục rất tốt. Cái trường hợp này thì ra là chúng ta sẽ cân nhắc cái chuyện cấy ICD cho trường hợp này. Vâng, xin cảm ơn sĩ Như Hùng. Như vậy là chúng ta đã thấy đúng không? Cái ca này chúng ta hướng nhiều đến một cái trường hợp mà bệnh cơ tim giãn tiên phát đúng không ạ? Chúng ta loại trừ hầu như là cái van tim hở mức độ nhẹ và vừa, thế thì không thể dẫn đến bệnh cơ tim thứ phát được đúng không ạ? Một bệnh nhân trẻ này chúng ta không nghĩ nhiều đến cái tổn thương mạch vành đúng không ạ? Và đây là chúng ta nghĩ nhiều đến một cái tổn thương cơ tim tiên phát dẫn đến cái tình trạng như vậy. Và các bạn đã điều trị nội khoa rất là tích cực với những cái nhóm thuốc khuyến cáo mới nhất, và hiện tại thì không có cái chỉ định đặt cái máy chống rung đồng bộ hoặc là cái và như vậy thì chúng ta sẽ tiếp tục điều trị như này. Nhưng mà tôi sợ rằng cái khả năng các bạn sẽ bổ sung thêm một số cái nhóm như là vitamin nhóm B chẳng hạn như chị Lan nói, nhưng tôi sợ rằng cái khả năng mà cơ tim hồi phục ấy, nó rất là khó, và cái nguy cơ cao là bệnh nhân này sẽ có thể là phải là cái candida của cái ghép tim đúng không ạ? Tất nhiên là bệnh nhân người Gia Lai chắc hoàn cảnh kinh tế rất là khó khăn, cái việc đặt máy cái máy cũng khó rồi, ghép tim cũng rất là khó. Nên trước mắt là chúng ta sẽ phải điều trị nội khoa một cách tích cực và theo dõi thêm. Bây giờ xin ý kiến của các đồng nghiệp ở bệnh viện tỉnh Gia Lai ạ, các anh chị đang trực tiếp điều trị cho bệnh nhân. Cho em xin hỏi thêm một câu là bệnh nhân này khi vô viện là có ho ra máu, thì cái việc sử dụng chống đông ở bệnh nhân này lúc bắt đầu thì sẽ như thế nào ạ? Tại ban đầu thì bên em chưa có dẫn đến chống đông. Nhưng mà thật chị Lan, cái ho ra máu ở bệnh nhân này thực ra là do cái tăng áp phổi, tức là bệnh nhân có suy tim trái, tăng áp lực nhĩ trái đến tăng áp lực tĩnh mạch phổi và đến gây ra tăng áp lực mao mạch phổi. Và cái ho ra máu đây là một trong những triệu chứng của suy tim trái. Cụ thể là trên lâm sàng các em thấy rằng cái ho ra máu các em mô tả là chỉ có đờm dẫn lẫn máu, tức là số lượng không nhiều. Do vậy thì cái kể cả bệnh nhân là có ho ra máu nhưng ho này là của cái tăng áp phổi thì chúng ta vẫn có thể cho chống đông, không có chống chỉ định dùng chống đông ở bệnh nhân này. Ngoài ra thì một cái triệu chứng bệnh nhân có viêm phổi thì cũng đấy là một trong những triệu chứng của ho ra máu.
Thì cái viêm phổi thì các em đã điều trị tối ưu rồi, tức là mình đã dùng kháng sinh phối hợp hai loại quinolone và cephalosporin thế hệ thứ 3. Thì sau đó điều trị thì bạch cầu ngày thứ 25 bạch cầu trở về bình thường, tức là cái viêm phổi bọn em điều trị khá là hiệu quả. Thì cái triệu chứng này nó sẽ đỡ dần. Xin hết. Vâng, có lẽ cái ho máu này nó cũng cơ chế nó gần giống như trong phù phổi đúng không ạ? Khi các bạn điều trị suy tim nó đỡ đi, nó tốt đi thì nó sẽ đỡ cái ho ra máu và nó sẽ hết. Thế thì nhưng mà cái EF nó thấp như vậy, suy tim như vậy, cái nguy cơ và bây giờ rõ ràng là bệnh nhân đã có một cái huyết khối rồi thì chúng ta phải điều trị chống đông đúng không ạ? Xin mời câu hỏi tiếp theo. Anh cảm ơn. Dạ, cái này xin hết rồi, anh cảm ơn ạ. Vâng, xin cảm ơn các bạn. Một cái ca rất là hay ạ. Bây giờ xin mời các đồng nghiệp khác ở các đầu cầu khác có câu hỏi gì không ạ? Vâng, xin mời thạc sĩ Trần Thị Anh Tú. Vâng, cái ca lâm sàng vừa rồi của các bạn thì rất là hay và từ đây thì các bạn học được rất nhiều điều. Tuy nhiên thì về vấn đề điều trị thì tôi có bổ sung một chút. Thì gần đây trong guideline về điều trị suy tim ý, thì cái nhóm thuốc là ức chế SGLT2 đã được đưa vào điều trị. Tuy nhiên là đối với những cái trường hợp mà suy tim phân xuất đống máu thấp ý, giảm ý, thì là hiện giờ mới chỉ có cái DAPA ý, được sử dụng để mà điều trị thôi. Còn cái EMPA tức là cái Jardian ý, thì chưa được khuyến cáo sử dụng để điều trị suy tim đối với mà cái phân xuất đống máu giảm. Vâng. Các bạn có đồng ý không ạ? Thực ra là tại vì Bộ Y tế chưa có đồng ý cho sử dụng EMPA glycosine thôi, chứ còn cả EMPA và cả DAPA thì đều có nghiên cứu để chứng minh là có hiệu quả cải thiện tiên lượng cũng như là cải thiện tái nhập viện cho bệnh nhân suy tim. Nếu như bệnh nhân mà không có bảo hiểm y tế hoàn toàn mình có thể dùng cả hai thuốc, còn nếu như có bảo hiểm y tế thì mình dùng DAPA thì có vẻ đỡ bị xuất toán hơn ạ. Xin cảm ơn tiến sĩ Vũ Quỳnh Nga. Có lẽ là không ai hỏi thêm nữa đâu không ạ? Bây giờ thì chúng ta sẽ sang một cái bệnh án thứ hai cũng rất là thú vị của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh. Xin mời kết nối với đầu cầu Bắc Ninh. Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh kính chào các quý thầy cô, quý đồng nghiệp ạ. Bệnh viện Bắc Ninh xin báo cáo các hội chẩn trực tuyến ạ. Chúng tôi không nghe thấy tiếng gì cả. Xin mời các bạn ở Bệnh viện tỉnh Bắc Ninh.